Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đăng, nhân viên kỹ thuật bên IKT. Ở những video trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm IC. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm IC chip nhớ mà hiện bên mình IKT đang cung cấp. Cho những bạn nào mà chưa biết về IKT thì bên mình là một cửa hàng chuyên cung cấp các loại thiết bị dụng cụ, các thiết bị công nghệ, điện trở, tụ điện, diode và các loại IC vô cùng đa dạng. Thì nếu quý vị có nhu cầu về những mặt hàng này thì có thể truy cập trang web linkiet.com. Quay trở lại video thì chúng ta sẽ vào với con sản phẩm đầu tiên. Đây là con AT24C512. Quý vị có nhìn thấy đây ngoại hình của con AT24C512. Đây là một sản phẩm IC chip nhớ linh kiện dán. Quý vị có thể nhìn thấy sản phẩm 8 chân, hàng mới chính hãng 100%. Đây là mặt sau của nó, quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy. Xong một sản phẩm thứ hai, đây là con 93LC66, một sản phẩm cũng là một sản phẩm chip nhớ thuộc dòng EF. Đây quý vị có thể nhìn thấy dòng chữ 93C66 được in ở hàng trên cùng. Đây cũng là hàng mới chính hãng nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây quý vị có thể nhìn thấy một sản phẩm nữa, cũng thuộc dòng EF và là sản phẩm IC cắm duy nhất trong video ngày hôm nay. Quý vị có thể nhìn thấy như ở trên màn hình, đây là con 24C256, một sản phẩm cũng thuộc CDF. Quý vị dễ dàng quan sát được dòng chữ của nhà sản xuất in trên thân của sản phẩm. Đây là hàng mới chính hãng, sản phẩm IC chip nhớ loại cắm 8 chân. Đây là mặt sau của nó, quý vị có thể quan sát rõ hơn. Xong rồi sản phẩm tiếp theo thì sản phẩm này là lại thuộc CST. Quý vị có thể nhìn thấy, quý vị có thể quan sát được logo ST ở phía dưới của sản phẩm. Sản phẩm IC chip nhớ linh kiện dán. Sản phẩm này có kích thước khá nhỏ nên quý vị có thể hơi khó là quan sát thông số của nhà sản xuất in trên sản phẩm một chút. Đây là con 93C66. Ở video ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm nữa. Đây là con 93C56, hai sản phẩm có kích thước khá tương đồng với nhau, thuộc cùng series. Quý vị có thể nhìn thấy bên trái là sản phẩm IC chip nhớ linh kiện dán 93C66, bên phải là con 93C56. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một số sản phẩm IC chip nhớ linh kiện cả dán và linh kiện cắm, đều là hàng mới chính hãng mà hiện linh kiện ST đang cung cấp. Cả 5 sản phẩm này hiện tại bên mình đều đang còn hàng. Nếu quý vị có nhu cầu mà muốn mua những sản phẩm này có thể liên hệ đến số điện thoại mình để dưới phần mô tả, để nhân viên tư vấn của Linh Kiện ST sẽ hỗ trợ đặt hàng cho quý vị. Còn nếu mà trong video này không có những sản phẩm quý vị cần thì quý vị có thể truy cập thêm trang web linhkienst.com. Hiện đang cung cấp rất nhiều sản phẩm để có thể tìm hiểu, tìm những sản phẩm mà mình đang cần. Link chi tiết của từng sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.